Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là ý nghĩa. Và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ngay bên phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì những chủ đề về tình yêu, gia đình và hôn nhân luôn là những chủ đề được mọi người rất mực quan tâm, bởi vì trên thực tế có nhiều câu chuyện vô cùng ý nghĩa và làm chạm đến trái tim hàng triệu người và có cả những câu chuyện dở khóc dở cười. Và ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến cho các bạn một câu chuyện ý nghĩa có trong chương mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bạn gái vay 200 triệu nhưng chàng trai cố tình đưa thừa 30 triệu để tử lòng và đây là cái kết. Từ ngày phát hiện ra cô bạn gái cũ tiếp cận mình chỉ để đầu mỏ, Nguyên dường như suy sụp hoàn toàn. Anh mất niềm tin vào con gái và một thời gian dài anh không dám mở lòng với ai hết anh khiến ba cô gái phải tiết sẻ vì cứ trung thành mãi với cuộc đời độc thân như thế cho đến một ngày anh gặp ngân cô gái có nụ cười tỏa nắng và lúc nào cũng mặc quần bò áo phông trông sức năng động và trẻ trung mỗi lần nhìn ngân anh thấy yêu đời và muốn được như thời sinh viên được yêu và cháy hết mình với tình yêu đó rồi anh tiếp cận và tán tỉnh cô sau năm tháng họ trở thành một đôi trai tài gái sắc nhưng lần này Nguyên luôn tỏ ra khiêm tốn thận trọng vì anh không muốn lịch sử đau buồn lặp lại lần hai nữa Quyên không kể nhiều về gia đình càng không nói cho Ngân biết bố mẹ anh rất giàu có. Ngân yêu anh một tình yêu trong sáng, họ cùng nhau là cà phố xá, mỗi con đường đều in dấu chân của họ. Nhân sáng chủ nhật bình yên, thay vì ngủ nướng Nguyên đã dậy và đèo nàng đi ăn sáng, La cà mua sách vì nàng thích như thế. Nguyên luôn có ý định sẽ lấy Ngân làm vợ, nhưng đòi trong một lần đi uống rượu với bạn bè, anh luôn khen ngợi bạn cái hết lời, điều đó khiến mấy cậu bạn biểu môi. Tao chả tin, có khi nói giả nai để sau này vớ của mày một mẻ thôi, Chứ thời này làm gì Có con gái xinh đẹp giỏi giang Lại yêu một thằng trong sáng Mà không hề tính toán Mấy đứa mà cao tay ấy Nó chả cần vội thì đàn ông cũng tự động Đập cục tiền vào mặt nó Nghe xong chuyện hơi hoang mang Nghĩ lại Cô tình cũ thì đúng là vậy thật Đang phân vân tới mấy lời cậu bạn nói Thì hôm sau ngân gọi cho anh và khóc Anh ơi anh biết chỗ nào cho vay tiền Mà lại suất rẻ một chút không ạ à? Sao vậy có chuyện gì hả em? Em cần từng tiền làm gì? Em có chút việc chị gái em làm ăn nợ họ một số tiền, ngày nào chúng cũng đến quấy rầy. Chúng bảo ngày mai mà không có tiền cho chúng thì chúng bảo sẽ đến phá nát căn nhà ra. Em cần bao nhiêu? Dạ 220 triệu anh à. Bà giờ em chỉ có 20 triệu thôi. Ừ, để đó anh lo. Anh lấy tiền đâu mà giúp chứ? Anh có khoản tiền tiết kiệm với tiền bố mẹ đưa để mua xe cho con em gái anh vẫn còn giữ. Thế thôi, em không phiền anh đâu. Anh chỉ em chỗ vay tiền là được Em hứa sẽ trả đúng hạn Chờ chị gái bán được đất ở quê Em sẽ thanh toán đủ Em cứ cầm tiền của anh dùng trước đã mọi chuyện tính sau Nguyên cầm 200 triệu đưa cho bạn gái Nhưng để thử lòng xem em có thật thà không Anh thừa thêm 30 triệu đến nơi Nguyên bảo Em đếm kỹ lại xem nhé Anh đếm chưa ạ à? Ừ anh đếm rồi nhưng em cứ đếm kỹ cho chắc Nhớ phải đếm đó Dạ Nói rồi Ngân cầm tiền cho vào túi lên xe đến nhà chị gái, tối đó, đó cô gọi điện cho Nguyên cảm ơn và nói mọi chuyện đã được giải quyết xong. Nguyên nghe xong thở vào nhưng anh khá buồn vì bạn gái chẳng đã động gì đến 30 triệu kia. Mấy hôm ở cạnh bạn gái Nguyên không được thoải mái thực sự, anh bắt đầu sợ rằng mình bị lừa. Hai tháng sau, Ngân đưa 200 triệu đến trả, lần này Nguyên mới nói, Thế còn 30 triệu kia thì sao em? 30 triệu nào à? Em không biết hay giả vờ không biết? Hôm đó rõ ràng anh cố tình bỏ thêm vào 30 triệu để xem em có thật thà không. Vậy mà bấy lâu nay cũng không thấy em đã động gì đến. Em đếm lại ác sẽ biết là còn thừa 30 triệu mà. Ngân há hốc mồm. Ý anh là anh đưa em 230 triệu và số tiền thừa là để tử lòng. quyên bối rối vì biết mình lỡ mồm. Ngân cười chua giác. Thì ra là thế. Anh yêu tôi và tin tôi đến mức phải làm cái trò đó để tử lòng ư. Ừ, thật nực cười. Nhưng tôi xin lỗi. Hôm đó anh bảo tôi đếm. Nhưng đến nơi bọn kia đã đứng ở cửa chờ tiền cuốn quá tôi đưa hết cho chúng rồi tôi còn dư đếm lại đến khiến anh thất vọng rồi tôi sẽ kiếm đủ 30 triệu để trả anh nhưng mình cũng nên chấm dứt tại đây đi đây là 5 triệu tiền lợi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ chị em tôi khi khó khăn đưa tiền cho bạn trai xong ngân quay lưng lạnh lùng bước đi trong lòng nhưng con gình mảnh thủy tinh đang cắt cứa nguyên cố níu ngân lại xin lỗi rồi giải thích nhưng vô ích anh đã vô tình khiến cô bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề sáng mai thấy tài khoản mình được chuyển vào 30 triệu cộng thêm lời nhắn kèm phỉnh biệt Nguyên hốt khoảng chạy đến chỗ bạn gái nhưng vô ích, ngân một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Anh thấy ân hận vô cùng chỉ vì một lần dại dột, anh đã đánh mất một người con gái tốt như thế. Thế mới nói trong tình yêu được dại dột đưa tiền ra để thử lòng vì người thiệt sẽ là bạn đấy. Mẹ chồng giả thần kinh để thử lòng con dâu và cái kết đắng ngắt. Hơn 60 tuổi rồi, bà Lê vẫn phải lên thành phố ở với cậu con trai. Nói là ở cùng vợ chồng thằng lớn là thế, chứ thực chất lên đó là bà giúp vợ chồng nó bế cháu và lo việc nhà. Có cô con dâu độc nhất thì suốt ngày bận biệu vẫn công việc. Cậu con trai 3 tuổi là đẩy hết cho mẹ chồng chăm và lúc cũng mẹ giúp con cũng là giúp cháu đi đâu mà thiệt nhiều lúc đưa cháu xuống sân ở khu tập thể chơi nhìn nhiều người bằng tuổi mình được con cái cung phụng rồi đi sinh hoạt thế này thế kia bà cũng thèm lắm nhưng thôi vì con vì cháu bà đành gạt bỏ niềm vui tuổi già để giúp đỡ con được ít nào hay ít đó từ ngày có mẹ chồng lên chăm con cho vợ chồng thắng con trai bà đi tối ngày, có khi cả tuần mới ăn được một bữa cơm cùng mẹ, rồi lại bỏ hết bát đũa cho mẹ rửa, lên phòng cắm mặt giao điện thoại, máy tính. Có hôm vừa trong cháo, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, bà hàng sớm đi qua liền vào giúp bà Lê một tay. Nhìn bà Lê làm hết việc này đến việc kia, trong khi cái lưng thì còng xuống và đau. Bà hàng xóm liền than sao không bảo cô Thảo con dâu bà thuê ô xin về mà làm. Ai đời bắt mẹ chồng hơn 60 tuổi mà hàng tá việc thế này. Bà Lê chỉ cười và kêu, thuê ô xin làm gì tốn tiền lắm. Tôi còn sức thì giúp chúng nó cho đỡ tốn tiền thuê người làm, bà à. Tận tâm tận tụy vì con cái là thế. Bỗng một hôm, bà chẳng may làm dở chiếc bát. Thảo chạy vào nhìn thấy quát ầm lên và trách mẹ hậu đậu phá hoại đồ đạc nhà mình các kiểu. Bà Lê im lặng nhìn con dâu mà không nói nửa lời. Quay mặt đi, bà rơm rớm nước mắt tuổi thân. Đó có vợ cái bác mà con dâu mắng mình như đứa đi ở như vậy. Lỡ may này, bà ốm liệt giường chắc nó suốt ngày rủa bà các kiểu mất. Vì chuyện đó mà bà cứ suy nghĩ và mất ăn, mất ngủ, mất đêm. Suy nghĩ mãi, bà liền nghĩ cách hay là mình giả bị thần kinh để thử lòng con dâu xem thế nào. Dù bà tự đoán được kết quả ra sao, nhưng bà vẫn muốn thử, vẫn hy vọng Thảo sẽ đối xử với mình đúng trách nhiệm của một người con dâu hiền. Thế rồi, sáng Chủ nhật, vợ chồng Thảo ở nhà, bà dội làm đầu tóc rối bù xù, rồi lôi hết quần áo của con cháu ra, dứt lung tung, rồi la hét khắp nhà khiến vợ chồng Thảo đang ngủ phải bật dậy xem mẹ chồng có chuyện gì. Lên phòng thấy mẹ chồng dứt đồ tung tóe rồi hết khóc lại cười điên dại, Thảo phát điên lên quát mẹ chồng. Mẹ im đi cho con nhờ, mẹ định làm loạn cái nhà này lên hả? Đó, anh xem, mẹ anh đi, giờ bà ấy quá điên quá dại thế kia thì giữ trong nhà làm gì nữa? Tốt nhất anh nên đuổi mẹ anh về quê, không thì đưa vào trại thần kinh đi, em không thể sống với người điên được cô cô nói ai điên chứ đó là mẹ tôi mẹ chồng cô đó hiểu chưa bãi điên rồi đến anh bãi cũng không nhận ra được là ai nữa sao anh dám nổi cáo với tôi anh nên nhớ mẹ con anh đang sống trên ngôi nhà đứng tên tôi đó cái đồ nhà quê như mẹ con anh không có tôi mà được ở nhà thành phố à biết điều thì đưa bà ta đi ngay khỏi đây cho tôi nhờ cô nhớ những lời hôm nay cô nói đó Mẹ tôi có bị điên hay là kẻ ăn xin đi nữa, nhưng bà ấy vẫn là mẹ tôi. Nói cho cô biết, tôi thà bỏ cô còn hơn bỏ và đối xử hỗn láo với mẹ mình. Mẹ, chúng ta đi thôi. Nơi này không thuộc về chúng ta. Con sẽ chăm mẹ và không cần đứa con dâu sóc sượt này nữa. Đi theo con trai, bà Lê vừa phải giả điên, cười như khóc. Bà đau và thất vọng nhiều lắm. Hàng ngày Thảo đã coi mẹ chồng không ra gì. Nhưng ngày hôm nay, giả điên, bà không ngờ đứa con dâu ấy lại thốt ra những lời vô học như dao đâm vào tim bà như thế. Nhìn con trai nắm chặt tay mẹ kéo đi, lòng đầy hậm hực, bà thương con trai quá. Bà hiểu, nó đã chọn mẹ, bảo vệ mẹ trước vợ. Con trai bà thật can đảm khi dám bỏ người vợ hỗn láo ấy để chăm và bên giật mẹ mình lên xe ngồi bà ôm lấy con trai khóc nức nở khiến thắng giật mình quay lại an ủi mẹ 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 không phải sợ từ giờ con sẽ chăm mẹ sẽ ở bên mẹ con sẽ không cho người phụ nữ đó đến gần mẹ sỉ nhục mẹ nữa con xin lỗi mẹ vì con mẹ mới thành ra thế này thằng con trai bất hiếu này xin mẹ hãy tha lỗi con làm mẹ khổ quá rồi không sao đâu con mẹ già rồi mẹ chịu đựng được chuyện này mà mẹ mẹ không phải mẹ bị thần kinh sao sao giờ mẹ lại minh mẫn thế mẹ xin lỗi chuyện mẹ bị thần kinh là do mẹ giả giờ để thử lòng vợ con thôi không ngờ lại nhận được cái kết đau đớn như vậy con có giận mẹ không giận gì chứ mẹ nếu như không có chuyện này hôm nay sao con biết được lòng dạ của vợ đối với mẹ như thế nào thôi mẹ con mình về quê nha từ giờ con sẽ chăm mẹ và bố gật đầu với con trai về quê bà lê rơi nước mắt đó hết lòng vì con vậy mà hôm nay cháy nhà mới ra mặt chuột thế nào càng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra bà lại đau và ứa nước mắt cả nhà có duy nhất một đứa con dâu thì lại thế này đây đời sao mà cay đắng với mẹ con bà thế Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.